Mina san, konnichiwa, chào các bạn nào, các bạn đâu hết giờ nghỉ, chúng ta nghỉ trưa chưa nhỉ? Các bạn ở bên Nhật giờ này là đang nghỉ trưa đúng không nhỉ? Rồi, nào, đâu hết rồi, gọi nhau vào học với sensei nào các em ơi. Theo lịch livestream mà Senek mới đổi đó là đổi sang vào buổi trưa để các bạn có thể nghỉ trưa mình sẽ xem tranh thủ được nhá. Đó, thì trước đấy là buổi tối nhưng mà Senek có vướng bận một chút công việc ấy. Đó, vướng bận một vài lớp buổi tối nên là buổi tối Senek không thể nào mà live được nữa nên là mình sẽ chuyển vào thời gian là thứ ba và thứ năm vào buổi trưa giờ này nhá. Được chưa các em? Các bạn ơi, đâu rồi ạ? Các bạn ở Việt Nam thì bây giờ không biết là có bạn nào đang ở Việt Nam mà đang xem livestream không ạ? Mina san konnichiwa. Theo cái tiếp nối chuỗi livestream trên đây đang hướng tới cho chúng ta đó là kiến thức liên quan đến trình độ N3, và thời gian này thì là thời gian mà gọi là thời điểm vàng để các bạn có thể luyện đề chinh phục cho kỳ thi sắp tới tháng 12 này đúng không ạ? Hiện tại bây giờ là đang là giữa tháng 10 rồi, gần đến giữa tháng 10, coi như chúng ta chỉ còn khoảng tầm một tháng rưỡi nữa thôi là bước sang một kỳ thi tháng 12 tiếp theo rồi nhở. Không biết là hành trang hiện tại của chúng ta như thế nào rồi nhở. Hey, Thanh Phương san konnichiwa. Em ơi, hiện tại bây giờ chúng ta cố gắng là mình học vừa phải thôi và sẽ tập trung vào phần luyện đề nhá. Đấy chưa, bởi vì luyện đề nó sẽ vỡ ra rất là nhiều. Chúng ta sẽ được ôn tập những kiến thức cũ của mình này, mà sẽ được học cả những cái từ vựng mới, những ngữ pháp mới mà những cuốn sách trước mà mình chưa 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 được học ấy ạ. Nếu mà các bạn học đơn thuần chỉ những cái cuốn sách mini hay là cuốn sách xin thì nó chưa đủ để các bạn có thể làm một bài thi đâu ạ. Nếu mà các bạn muốn đạt điểm cao chúng ta sẽ cần phải luyện đề nhiều hơn đúng không ạ? Bởi vì kiến thức N3 thì chắc chắn đề thi N3 nó sẽ có cả lồng ghép một vài câu N2 nữa chứ không phải là 100% là N3 đâu, đúng không? Ừ. Sau đây bắt đầu nhé các bạn ơi. Rồi bắt đầu chờ các bạn vào sau vậy nhá. Ừ, hôm nay chờ các bạn có vẻ hơi lâu đấy. Xin nên chờ một chút nhưng mà thấy là chúng ta vẫn hơi vắng á. Ok chưa? Nào, mình sẽ cùng nhau bắt đầu luôn từ những cái câu chữ Hán các bạn nhá. Đồng ý không ạ? Nào, hay. Ok, minasan, ichiban. Kono kudamono wa nani nani kara tabetaku nai? Đây là một câu hỏi về gì nữa? Về chữ Hán đúng không em? Nó tìm cách đọc của chữ Hán tương ứng này cho em xem nào. Cái loại quả này thì vì nó làm sao nên là tôi không muốn ăn. Nhắc đến cái chữ Hán này thì đây là chữ khổ nhỉ các bạn nhỉ? Thì cái chữ khổ này nó có hai cách đọc nhá. Hai cách đọc ạ. À. Một, nếu như mà chúng ta thừa xi ra ngoài á là chúng ta sẽ có từ. Đây các bạn sẽ nhớ xem là thừa xi ra ngoài thì sẽ là kurushi, nhưng mà thừa y ra ngoài thì sẽ đọc là nigai các bạn nhé. Đấy, thừa đuôi khác nhau là sẽ đọc khác nhau đấy ạ. Nigai, kurushi, hay là mình có một từ khác là từ komakai, nếu mà thừa kai ra ngoài thì là komakai này, đúng không? Hay là nếu mà thừa y ra ngoài thì đọc là hosoi. Đó, đúng không ạ? Thừa kai thì là komakai, thừa y thì là hosoi. Thừa y ở cái chữ này thì là nigai, còn đây sẽ là gì nhỉ? Kurushi. Với đáp án của mình câu số 1 đó chính là gì các bạn nhớ? Đó là ni bằng, đúng không ạ? Còn ngoài ra mình sẽ có một vài chữ Hán khác, ví dụ như là mình sẽ phải phân tích cả những chữ Hán khác nữa thay vì chỉ có đến đoạn đúng nhá. Cho nên rất là muốn là luyện đề làm sao chúng ta phải phân tích triệt để tất cả những phương án còn lại nữa. Mai đúng không? Amai ngọt này, wakai thì mình có chữ nhược là trẻ đúng không? Mà dui thì thường đa số là cho nên thấy ít khi người ta biết chữ Hán, nhưng mà chữ Hán của nó chính là chữ và chữ vị. Vị ở đây chính là trong từ aji là vị đúng không? Hay là mình có từ oishi là mỹ vị này. Oishi mỹ vị. Đó. Còn nếu mà bất vị thì là mà gì? Ok chưa? Câu số 2 nào. Hay nếu mà các bạn để xem no hanashi no nai nani wa zenzen oboite nai. Hoàn toàn không nhớ cái nội dung câu chuyện của sensei bởi vì buồn ngủ quá đúng không ạ? Vậy nội dung của mình thì phải có trường âm đúng không em? Vậy câu này đọc là nayo hay là nayo? Ni bằng đúng không ạ? Đây là một câu hỏi về từ vựng thì nó đúng hơn là câu hỏi về chữ Hán. Nhiều khi chúng ta chữ Hán mình không biết nhưng mà các bạn cứ đọc bốn phương án lên mình thấy cái từ vựng nào quen thuộc nhất thì mình chọn nhá. Được không ạ? Ừ. Hay, ok, tiếp theo câu số 3 nè. Câu số 3, các bạn ơi chúng ta comment lên đây câu số 3 là gì nè. Hay, B kuni no shusho ga B kuni o này nani. Thủ tướng của nước A thì đã làm gì đất nước B đây? Và câu 3 này thì rất nhiều bạn chúng ta sẽ bị nhầm nhá, chúng ta phải đẩy cho nên đây là chữ re chứ không phải là chữ ne đâu. Thường các bạn học sinh chúng ta thường sẽ mặc cái tự chữ này là tazune. Đấy, đây là tazune. Đúng không ạ? Tazuneru. Các bạn nhìn thấy không ạ? Ok chưa? Thế thì có thể có những bạn chúng ta sẽ rất là chủ quan, rất là nhanh mình sẽ chọn đáp án là gì? Là hai.
đúng không? Nhưng các em có thấy không ạ? Là ở đây là chữ ne chứ nó không phải là chữ re. Nếu mà là re thì nó sẽ cái cách đọc khác nhá. Và lúc này nó sẽ đọc là ô tô dư re. Ô tô dư re được. Còn thừa ne thì nó là ta dư ne. Đấy. Và nghĩa của nó hoàn toàn là một thôi, đều là đến thăm, đến chơi. Nhờ thủ tướng A nước A đến thăm thủ tướng là đến thăm nước B, đúng chưa? Ok chưa ạ? Ta dư ne du, ô tô dư re du. Ideska, tập trung chú ý ra cái đuôi đằng sau thì nó thừa gì ra ngoài nhá. Tiếp theo chúng ta chuyển sang câu số 4 nào. Nhớ bằng Kai no moshikomi wa doko de dekimasu ka? Moshikomi là gì nào? Đăng ký đúng không ạ? Đăng ký làm thành viên, hội viên thì là mình có thể đăng ký ở đâu? Vậy mình sẽ có từ moshikomi là chữ gì nhỉ? Nào minasan, nào bằng desu ka? Moshikomi nào minasan, chúng ta chọn phương án trên xe nhé. Câu số 4 của các bạn chọn phương án là gì nào? Câu đầu tiên này, câu đầu tiên có được không? Nào, chúng ta sẽ nhìn trên xe xem cái chữ này này. Cái chữ này nó chính là, nó khác cái câu còn lại của mình là nó không có cái thò bên trên đúng không ạ? Đấy thì mình sẽ loại được câu 1, câu 2 bởi vì chữ này nó sẽ là chữ thân. Moshikomi nó là thân, nó phải thò hết cả trên cả dưới cơ. Tiếp theo là komi của mình, nếu mà câu 4 ý, thì chữ này nó là trong từ gì nó hỗn tạp và đông đúc nhỉ? Đấy, vậy còn lại của mình nó là sang văng nhá. Các em nhớ xem là moshikomi nó là câu số 3. Được chưa ạ? À, câu số 4 là sang văng. Ok chưa? Hay. 5番 10km mo aruita no de chi ga itai. Đi bộ tận 10 cây và bây giờ tôi rất đau chân. Và đau đấy là chữ thống. Thống đúng không ạ? Đó, nào thống của mình đâu nhỉ? Thống đâu? À, dông bằng đúng rồi ạ. Câu số 5 là 4. Hay, đúng rồi, như bạn Lê Hương này, bạn Tấn Võ đúng không? Bạn Lenda Trần này. Đó, là các bạn đang chọn phương án là số 4. Còn câu số 2 thì đây là chữ bệnh. Bệnh này ở trong từ bioki hay là bioing. Còn câu số 3 là chữ kareru nhỉ? Chữ kareru. Còn câu 1 là triệu chứng. Các bạn ơi, triệu chứng là gì nhỉ? Triệu chứng là gì nhỉ? Sho. À, shoujo. Là chữ chứng và chữ trạng đấy. Đây là chữ chứng nhỉ? Shoujo là triệu chứng ạ. Đấy chưa? Tiếp theo câu số 6 nào. Hãy không tay nó scan ạ. Mai yori mo kantan datta. Cái cuộc thi lần tới này đúng không? Lần này thì tôi cảm thấy là dễ hơn so với lần trước. Vậy là kantan là chữ giản và chữ đơn. Giản đơn đâu ạ? Đơn thì là giống nhau rồi đúng không? Câu 1 thì đây là chữ quan trong từ liên quan này. Câu 2 là chữ vấn này. Câu 3 thì là chữ gian này. Và câu 4 thì khi mà chữ gian mà mình thêm bộ gì bên trên đây nhỉ? Bộ trúc thì nó sẽ là chữ giản các bạn nhé. Được chưa? Thêm bộ trúc bên trên nó sẽ là chữ giản. Và đáp án câu 6 là dương băng kantan. Ideska. Có rất nhiều bạn đang comment là câu 6 là 4 như bạn Trần Mỹ này, bạn Lenda Trần này đúng không, bạn Thanh Phương, Tấn Võ, bạn Lê Hương. Hay Sodes này, arigato gozaimasu. Rất là cảm ơn các bạn khi mà thực sự là Sensei rất là hy vọng là khi mà chúng ta xem livestream với Sensei chúng ta có thể có một cái sự giáo tương tác với Sensei đúng không ạ? Mình comment cái phương án trả lời của mình để Sensei biết được là à chúng ta có làm đúng câu này hay không nhỉ? Thay vì chúng ta chỉ có xem một cách thụ động là chỉ có xem. Thì ít nhất là bản thân nhân xe khi mà like mà có cái sự tương tác nhiệt tình của các bạn thì cái động lực của mình nó cũng sẽ có động lực để lần sau mình livestream tiếp cho các em đúng không ạ? Hy vọng là chúng ta sẽ hợp tác với nhau nhá, được chưa ạ? Ok, để cho nên đỡ bị độc thoại một mình buồn lắm. Mình đừng dạy qua Zoom thì còn có học sinh nói chuyện đúng không? Livestream nó không có học sinh nói chuyện buồn đấy là buồn. Nào, câu số 7 đến câu số 10 thì đây là bốn cái câu hỏi về từ gần nghĩa. Thì nó sẽ cho một cái từ vựng gạch chân, sau đó là tìm từ gần nghĩa nhất với cái thành phần gạch chân này. Có những từ mà chúng ta chỉ cần nhìn thôi là mình sẽ ra được nghĩa, nhưng mà có những cái từ mà các bạn sẽ cần phải đọc cả câu của nó để biết được là cái nghĩa chính của nó là gì nhá. Đấy. Ok chưa? Câu 7 thì có bạn chọn 2, có bạn chọn 1 đấy các bạn ạ. Rồi, nào, kem ơi, ya hiroi là gì nhỉ? Ya cảm giác nó rất là nhẹ nhỉ, nó rất là nhẹ luôn nhỉ. Kono heya wa hoka no heya ni kurabete ya hiroi. Cái phòng này so với phòng khác thì nó ya thì nó sẽ là hơi hơi kem ạ. Nó nhẹ nhàng thôi, hơi rộng ạ. Vậy là hơi rộng thì không thể nào là đai bự được, bởi vì đai bự là khá là rộng rồi. Đai bự là nó rất luôn ý ạ, nó là Canary luôn ý ạ. Đúng không? Keiko cũng thế, Keiko là tutemo là rất luôn đấy. Dịch đó, nó là rất luôn ý ạ. Ốt là gì nào? Là hơn nữa. Đấy, và scoshi là một chút. Thì vậy nên là mình sẽ có là câu số 7 này là ya là hơi hơi nhá. Hơi hơi ạ. Scoshi ya ides ka. Nữa đấy sẽ thấy là các bạn thực ra là chúng ta có thể chọn sai mà đúng không ạ? Bởi vì là cái việc mà học sai là chuyện bình thường, nhưng ít nhất là chúng ta dám gì nhỉ? Dám comment cái suy nghĩ của mình ra, cái đáp án của mình ra, và khi các bạn bị sai thì chắc chắn là các bạn là lần tới chúng ta sẽ nhớ nó rất là nhiều, đúng không? Đó. Hy vọng là chúng ta sẽ cố gắng là tương tác với thầy thật nhiều nhá.
Câu số 7 của mình là đáp án số 1 đúng không ạ? Ừ, Scotchy, câu số 8 nhá. Kore wa mezurashi o sake desu kara, zehi nonde mite kudasai. À, đây là một loại rượu gì nhỉ? Hiếm, vì vậy nên nhất định là mọi người thử uống nhá. Mezurashi là hiếm có. Và thế nào được gọi là hiếm mà các bạn? Đó, thế nào là hiếm? Hiếm là có phải nổi tiếng không? Có phải là ngon? Nedan takai hay là giá đắt? Hay là amarinai là không có? Ít hả? Hiếm. Hiếm có đó chính là gì nhỉ? Là ít ỏi các bạn ạ. Và ít ỏi thì đó chính là amarimasen. Amarinai. Câu 8 của chúng ta. Câu 8 thế này thì có rất nhiều bạn chọn đáp án là 3. Hiếm có phải là giá đắt đâu hả em? Đúng không ạ? Giá đắt nhưng mà vẫn có thể có nhiều mà. Hiếm có đó chính là khó tìm. Khó tìm nghĩa là gì? Nó ít. Nó ít thì nó là hiếm đúng không em? Đó, vậy nên câu này sẽ phải là dương băng. Thế nên không nghĩ câu này lại làm khó các bạn đâu nhá. Dù như bạn Thanh đang chọn là oishi là ngon này, bạn Thanh Phương chọn là sang băng là giá đắt này, bạn Anna chọn một luôn, nổi tiếng luôn, các em thấy không? 1, 2, 3, 4 là các em đang đầy đủ luôn cho câu số 8. Ok, mình đã xong Karimasu ka? Hai, chigi, kyo bang ni ikimashou. Senjitsu, hajimete Nihon no tera ni ikimashita. Tôi đã đi đến chùa của Nhật lần đầu tiên vào ngày hôm trước. Senjitsu là ngày hôm trước. Vậy hôm trước là hôm nào? Kino, hôm qua. Ototoi, hôm kia. Anotoki là khi đó. Và konoaidan, hôm nọ. Konoaidan nó luôn luôn hiểu về thể các bạn nhé. Có nhiều bạn dịch từ này là dạo gần đây là sai anh em ạ. Nó không giống như sai kinh đâu nhá. Cái này chúng ta không dịch là dạo gần đây, mà chúng ta dịch là hôm trước và hôm nọ. Đấy. Và hôm trước hôm nọ thì đó chính là gì? Là yomang rồi. Senjitsu và konoaidan đó là một ạ. Đấy, hôm nọ và hôm trước tôi lần đầu tiên đi đến chùa của Nhật. Và câu 9 này cho nên thấy là các bạn ở đây có bạn Thanh Phương, Tấn Võ đúng không? Văn Thương, Thanh và Linda Trần là chọn câu số 4 đúng không ạ? Hey, so desu ne. Tadashii desu yo. Đúng rồi ạ. Hãy chia ban nghỉ kia mà chào. Kono kurasu wa oshaberi na hito ga oi. Ôi dù ơi, lớp này có nhiều người chấm chấm nhỉ. Shaberi là cái gì ta? Shaberi này nó sẽ đi với người đúng không em? Nó đi với người, nó chỉ những cái người mà nói nhiều này, hay nói này, tán gẫu này, nói chuyện phiếm này, đúng không? Rồi, nào thì có phải là người ham học không? Yoku benkyou suru là ham học này, yoku warau là hay cười này, yoku yasumi, yasumu là hay nghỉ này. Vậy còn lại đó chính là yoku hanasu là hay nói nhiều, đúng không em? Hay, câu này rất dễ, cho điểm luôn. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển sang phần tiếp theo, đó chính là phần từ vựng trong mạch văn nhá. Phần này thì chúng ta sẽ thường theo cụm đấy, theo cụm luôn, được chưa? Nào, ie tonari de, ie no tonari de, ở gần nhà tôi. Mansion ga nani nani sareteru no de, vì có một căn chung cư được chấm chấm. Mainichi urusai, ngày nào cũng rất là gì? Là ồn ào ạ. Thấy chưa? Nào các bạn ơi, chúng ta nhớ nhá, cái này nó sẽ đi về căn chung cư là một tòa nhà. Tòa nhà nó được làm gì ở gần nhà tôi? Thế thì tòa nhà thì không thể nào là zombie được chuẩn bị được. Sakuse là tạo ra, cái này nó hay là tạo ra một văn bản nhá. Đó, chúng ta có là shinki sakuse là tạo ra một cái file mới ở trong phần word của chúng ta ấy. Đó, tạo một cái file mới thì mình sẽ là dùng từ sakuse này. Tiếp theo, seke là thiết kế và ken xe chữ là xây dựng, kiến thiết. Thế thì đi với nhà cửa thì mình chắc chắn là mình sẽ chọn câu này là gì nhở? Là ichiban, đúng không em? Đó, mansion ga kensetsu sareteru, có một căn chung cư đang được xây dựng nên là nó rất là ồn luôn, ngày nào cũng ồn ào. Hãy minasan wa karimasu ka? Nào, câu số 12 của mình là gì đây? Hãy tsukai watta pasukon no dengen no nani nani. Cái gì nguồn điện của máy tính sử dụng xong nhỉ? Sử dụng xong rồi thì mình làm gì nguồn nhỉ? Mình nguồn đúng không? Nào, tắt nguồn thì chúng ta không dùng jame đâu các bạn ạ. Jame thì là từ bỏ rồi. Tomeru à, tomeru thì nó hay đi với dừng đỗ. Đấy, dừng đỗ chứ nó không đi với nguồn điện. Tiếp theo shime là đóng và kiru thì là đúng không? Đấy, các em đoán đi. Cái từ này mình học từ sơ cấp rồi ạ. Bật nguồn điện thì là gì nó? Denge no ireru. Còn nguồn thì đó chính là denge no kiru. Kiru nhá. Còn shime thì nó chỉ đi với cửa thôi, đóng cửa chứ nó không đi với nguồn điện ạ. Nguồn điện là mình phải luôn, mình phải luôn nhá. Denge no kiru. Câu số 12 đáp án của mình là số 1 nhá. Mơ mèng này bạn làm có mỗi mơ mèng thôi. Cho nên thấy là có mỗi bạn chọn 1 thôi, còn các bạn khác thì chưa thấy ạ. Không biết có phải là do mạng không. Minasan, miemasu ka? Các bạn nhìn thấy hai câu 13 14 ở trên slide chưa? Câu 13 14 này cho nên thấy các bạn Trần Mỹ chọn 13 rồi đây này. Hai kono puru wa nani nani kara kodomo demo anzen. Là cái bể bơi này đúng không ạ? Thì nó làm sao? Vì vậy nên là bọn trẻ nó cũng rất là an toàn. Chúng ta sẽ xem nào. Nếu mà là hồ bơi à, hồ bơi thì không dùng mizukai nhỉ? Hồ bơi thì không dùng ngắn đâu. Hồ sôi ấy hả? Hồ sôi thì là hẹp hay là gì nhỉ? Thon gọn.
Hikui thì là thấp lùn, còn Asai là nông cạn. Đó thì đi với toàn mà đúng không? An toàn thì chắc chắn nó sẽ phải là nông rồi. Đấy, cái hồ này nó nông, thế nên là bọn trẻ con nó bơi rất là an toàn. Và Hantai với nó thì chúng ta sẽ có từ Fukai. Đã. Đó, Fukai này thì là sâu này các bạn ạ. Fukai là sâu, còn Asai chữ Hán này. Đó, thì nó sẽ là gì? Đây, chữ này là Asai, là nông. Cái chữ này thì chúng ta thấy là nó rất là dễ bị nhầm với một cái chữ nữa là chữ tàn nhá, các em nhá. Này, nếu mà chữ tàn thì nó là chữ ta cơ. Nó là chữ ta, còn bố thủy thì nó là thiển, là gì, là nông cạn nhá. Hai chữ Hán giống nhau, cho nên thì rất là hay phân biệt những chữ Hán giống nhau luôn cho học sinh trong quá trình học. Chữ nghĩ ra chữ nào mà giống nghe là sẽ nói luôn. Hay là các bạn có chữ đấy, chữ này là chữ thâm, thâm là thâm sâu, là phư cai. Còn nếu mà mình đổi bộ thủy thành bộ thổ thủ ạ, thì nó sẽ là chữ thám đúng không? Thám thì là tìm kiếm này, xa xa sự, phải không ạ? Chữ Hán giống nhau đấy, nhưng mà chưa chắc là chúng ta đã biết đâu. Bởi vì là buổi tối Sensei đã phun lịch các lớp luyện đề rồi, thế nên là Sensei không còn thời gian để có thể livestream vào cái thời gian cố định trước đấy nữa. Rất là xin lỗi các em, nên là phải chuyển thời gian từ buổi tối sang buổi vào buổi trưa như thế này. Những bạn nào mà chúng ta không trực tiếp xem được vì đi làm vướng bận thời gian công việc của buổi sáng ấy, thì các bạn có thể xem lại nhé. Bởi vì là tất cả những cái video ở trên livestream này, thế nên đều ghi lại, đều giữ lại ở trên fanpage, các bạn có thể xem lại thoải mái ạ. Các bạn nào mà chúng ta giờ này đang nghỉ trưa, chúng ta có thể xem cùng với Sensei trực tiếp thì nó sẽ vẫn là tốt hơn là mình xem lại đúng không ạ? Câu 14 thì thấy các bạn chọn ba đúng không ạ? Thì đây là một cái cụm mà ở Việt Nam ấy, mình có một cái câu là đuổi thẳng cổ, chúng ta nghe chưa? Đấy, đuổi thẳng cổ luôn ấy ạ. Thì ở đây đó chính là kubini naru. Kubini naru là bị sa thải nhá. Majime ni hatarakanakatta no te, không làm việc nghiêm túc nên là bị công ty sa thải. Bị sa thải đó, chúng ta sẽ có từ kubini naru. Đây là một cái cụm rồi ạ, à? Một cụm luôn rồi các bạn nhé. Rất dễ nhớ đúng không em? Đúng rồi. Tiếp theo câu số 15 nào. Hãy yo cực kỳ quên ai nổi tệ. Mốt cổ nái nani hana ste kudasai. Vì không nghe rõ, thế nên là hãy nói gì hơn. Đấy, tôi không nghe rõ nên là hãy nói gì hơn. Câu này chúng ta sẽ loại trừ được nhé. Loại trừ được là không thể nào gusuri được. Gusuri thì chỉ ngủ thôi. Ngủ say thôi. Skiri thì là gì nữa? Skiri là gì hả các bạn? Từ này chúng ta có biết là ở trên những cái tẩy da chết đúng không? Các bạn nào dùng tẩy da chết hay là những cái mỹ phẩm của Nhật không, thì chúng ta rất hay gặp cái từ skiri này. Đó là chính là liên quan đến sự khoan khoái hay là sảng khoái và dễ chịu. Thế chắc là mình cũng không đi về nói được đúng không em? Rồi, mekiri thì là rõ rệt ạ. Là rõ rệt, giống như kiểu là dạo gần đây thì thời tiết nóng lên rõ rệt chẳng hạn. Saikin eto mekiri otsuku naru, thì mình sẽ dùng từ này. Còn lại đó là hakiri. Hakiri là gì nhỉ? Rõ ràng. Hãy nói rõ lên một chút nữa đi, bởi vì là tôi không nghe thấy gì cả các bạn nhá. Vậy đáp án câu này đó chính là sao màu. Đúng rồi ạ. Câu số 15 của mình là 3. Ok chưa? Hay tiếp theo nó chuyển sang câu số 16 nhá. Judoku bang. Kono ega dou datta? Phim, cái phim này bạn thấy thế nào? Thấy thế nào, kiểu xem rồi cho hỏi đánh giá đấy ạ. Dou datta? Này này ni omoshirokatta yo. Ở đây các bạn sẽ có từ thú vị, hay. Chắc là mình sẽ loại tai tê đi. Các bạn có nhớ tai tê nó sẽ bằng từ yoku và ichimo không? Nichiyobi wa taite neteru. Chủ nhật tôi thường ngủ. Cái này là thường, chỉ thói quen, cái này nó đi về quá khứ mà. Mình sẽ loại hai. Tiếp theo là mình có từ mattaku là hoàn toàn, cái này hay phủ định em ạ. Mattaku wakaranai, hoàn toàn không hiểu gì hết. Mặt ta cự đi với nay. Mà cái này nó có đi với tính từ ở dạng khẳng định thì mình không dùng mặt ta cự được các bạn nhé. Đấy, tiếp theo là sapari. Sapari thì chúng ta sẽ có một nghĩa, cũng có một nghĩa là hoàn toàn đấy. Đấy, sapari wakaranai cũng thế, cũng giống mặt ta cự luôn, là hoàn toàn không hiểu gì, sapari. Ngoài ra thì từ này nó còn hay đi với cái cảm giác, cảm xúc mà cảm giác kiểu như là dễ chịu và thoải mái sau khi mà chúng ta ống sức này, hay là kiểu đây có một cái bộ tóc rất là dài đúng không, cắt xong cái là cảm nó dễ chịu hẳn ấy. Đấy thì cái từ sapari này nó cũng hay dùng cho cái cảm xúc của mình như thế, được chưa? Ngoài mang nghĩa là hoàn toàn này thì còn có nghĩa là gì nhỉ? Thoải mái, dễ chịu, hay nếu bạn đi với đồ ăn thì nó sẽ mang nghĩa là thanh nhạt, món ăn mà nó có vị thanh nhạt ấy ạ. Vậy nên mình sẽ loại được câu 1 nhá, nó chẳng có nghĩa nào phù hợp với cái từ này cả. Còn lại là mama. Mama là gì? Là bình thường đúng không ạ? Đấy, tương đối đúng không ạ? Tạm ổn. Khi mà đi thi về á, giáo viên này hỏi mình là gì nhỉ? Shiken wa dou datta? Thi thối nào rồi em? Mama datta, cũng bình thường cô ạ. Đấy, đúng không? Một câu trả lời gọi là câu trả lời an toàn đấy các bạn đấy. Rồi, chúng mình sẽ chuyển sang tiếp theo, đó là phần tìm cách dùng từ đúng các bạn nhá. Cách dùng từ đúng của một từ vựng thì thông thường cái phần này là biết nghĩa là một phần, nhưng chúng ta sẽ cần phải biết là nó là loại từ gì,
sử dụng của nó ra sao để mình chọn đáp án chính xác nhất. Và học sinh thì chúng ta hay thường dịch từng tí một, nhưng Sensei thì không. Sensei chỉ cần biết bản chất của nó là mình sẽ ra được luôn. Ví dụ nhá, các bạn có từ shojiki là chữ chính trực đúng không? Vậy chính trực này là một tính tuna là thứ nhất. Thứ hai, nó sẽ là chỉ tính cách của một con người. Vậy nên là câu 1 này chúng ta đi với hạ chương phát âm thì có được không? Phát âm nó có phải là người không? Đó, phát âm chính trực này. Tiếp theo là hãy nói này. Câu 3 thì nó đi với shodui là tài liệu, và câu cuối cùng thì nó chính là gì nhỉ? Cử động và di chuyển. Đấy, hay là hoạt động. À, đi với gì nào? Ea công là máy gì nào? Máy móc, điều hòa. Vậy rõ ràng là câu 4 chúng ta sẽ không dùng được, đúng không các bạn? Đó, bởi vì là cái này nó chỉ dùng cho người thôi mà. Nó suy ra đáp án là gì chưa? Ừ, câu 17 nào. Nào, câu này chắc chắn là chúng ta sẽ chốt được luôn đáp án câu này là gì nào? Là ni măng đúng không ạ? Đa để gặp cô bù bát tất nô cả. Ai là người đã đánh vỡ chiếc cốc? Shojiki ni hinasai. Hãy nói một cách thật thà chính trực đi ạ. Đó. Còn nếu mà câu 1 nhá. Muốn ở nhà này hạt sương thế Hana sẽ đợi chờ ni naritai là muốn có thể nói phát âm gì gì hơn thì xin anh nghĩ là chắc là phát âm một cách chính xác hơn nhỉ, đúng không? Đấy, phát âm chính xác hơn đi, c c ca cử na hạt sương nhỉ. Thế câu ba là sao? Copy dewan na cử không phải là bản photo mà là mút tê kỳ tê đa sai. Hãy mang theo một bản tài liệu gì nào, bản không phải photo thì nó là bản chính thức. Chính thức thì các bạn dùng từ c-shiki á, c-shiki nhá. Sekina shorui à, hay là hokmono được không? Đồ thật ý ạ? À? Bản thật luôn. Hokmono no shorui. Còn câu số 4 này, Eakon no shuri ga owatte là cái việc sửa chữa điều hòa nó đã xong rồi đúng không? Nên là nó đã gì nhỉ? Vận hành đã hoạt động một cách gì đó. Nó hoạt động một cách bình thường. Nhập bình thường chúng ta có một từ này này. Từ này trên này thì các em học sinh chúng ta ít khi biết này. Đó là từ sejo ạ. Nhá. Sejo chính thường ấy ạ, nó đã hoạt động trở lại bình thường rồi ạ. Minasa và Karimasu có được chưa? Câu 17 ổn chưa các em ơi? Ừ. Tiếp theo chúng mình sẽ chuyển sang câu số 18 nè. Câu 18 có một cái từ vựng là rất rất là quen thuộc luôn đấy các bạn ạ. Waza waza đúng không ạ? Waza waza. Từ này mà ở trong văn nói chúng ta nói rất là nhiều luôn đấy ạ. Hội thoại bình thường mình rất hay nói từ này để cảm ơn ai đó đấy. Cảm ơn ai đó đã cất công làm gì đó cho mình ấy. Ừ. Thì mình sẽ dùng từ waza waza. Nên là nó rất hay đi với arigato cuối cùng. Đó. Cảm ơn vì ai đó đã cất công. Này, từ này nó là cất công hay là kiểu như đặc biệt làm một cái điều gì đó cho bản thân mình ấy. Kiểu người ta có nhã ý làm gì cho mình ấy. Đó, nhớ chưa? Waza waza nó rất hay đi với arigato nhá. Đấy, waza waza sumimasen cũng được. Đấy, hay là waza waza arigato. Thực ra cái từ sumimasen thì nó có cả nghĩa là cảm ơn mà, phải không ạ? Vậy nếu mà cho nên nói như vậy là chúng ta chốt luôn được đáp án thì đấy ạ. Cho luôn đáp án trên xe đi nào. Câu 18 nào Mina Sống. Câu 18 có bạn Thanh Phương, bạn Lê Hà, Hướng Dương và bạn Thanh, anh Phan, Tấn Võ, Lena Trần vân vân. Đó thì bởi vì nó có cái từ gì ở đây hả các bạn? Arigato mà đúng không? Đó thì chốt luôn câu 4 này chúng ta dịch là gì nào? Isoashi no ni waza waza ie mate mukai ni kite kurete arigato gozaimasu. Cảm ơn anh vì đã cất công đến đây đến tận nhà để gì nhỉ? Để đón em. Đúng không? Đấy. Công nhá. Làm gì đó cho mình cảm ơn thì mình sẽ dùng với waza waza. Thế còn câu số 1 này. Anh wa kotai o shitteru no ni. Anh trai tôi biết câu trả lời ấy thế mà. Nai nani oshiete kurenai. Mà lại gì? Không chỉ cho tôi. Vậy là đây là câu này là gì? Cố tình không nói luôn ấy ạ. Cố tình không cho tôi biết thì đó chính là wa gia tội các bạn nhé. Các bạn nhớ xem này, wa gia tội là cố tình ạ. Là cố tình ạ. Cố tình mang ý xấu nhá. Còn waza waza thì là cố tình và có ý, có nhã ý làm gì cho mình là mình cảm ơn. Thì đấy là waza waza mang nghĩa tích cực. Còn waza to thì mang nghĩa tiêu cực. Ok? Còn câu số 2 này. Nani nani desu ga yoshi aru no de sono hi wa ikemasen. Vì có việc bận tôi không đi được mặc dù tôi đã. À, câu này là sạch các cự game ạ. Sạch các cự chúng ta sẽ có hai nghĩa. Một là gì? Là một là đi với kara. Đấy là vì mất công vì mất công vì chờ đợi bao lâu rồi nên chấm chấm. Hai là nó đi với nồ nĩ hay là gà. Đó là đã mất công chờ đợi đấy, đã mất công chấm chấm rồi ấy thế nhưng mà, con này kiểu như là chờ đợi bao lâu rồi đúng không ạ, ấy thế nhưng mà đến lúc đến cái ngày đó thì lại có việc bận mà không đi được. Đó, desu ka koi tokoro desu ga nai nani ichido asobi ni kite kudasai. Mặc dù là ở nơi rất xa thì nhưng mà em rất là mong anh hãy đến ở đây chơi một lần. Thì cái này chúng ta sẽ dùng từ zehi đi, đúng không, được không? Zehi là gì? Là nhất định, hoặc là chúng ta dùng từ dozo, nhất định nhá. Mời anh hãy đến nhà em chơi, mặc dù là có hơi xa một chút đúng không ạ? Zehi ne minasan desu ka. Tiếp theo là chúng ta sẽ chuyển sang cái phần bưng pô. Thực ra thì là cái
cái hướng tới cái chuỗi livestream mà sẽ hướng tới cho các em đó là tập trung ở cái phần sau là liên quan đến cuốn sách ngữ pháp Mimi Karaoke Boy. Thực ra cuốn Shin Ganzen thì đa số các bạn học sinh chúng ta đều được học ở trên lớp rồi, và cuốn này cũng khá là dễ nên là sẽ quyết định là sử dụng cuốn Mimi Karaoke Boy này để cho các bạn học sinh chúng ta được được học cùng với sensei, thì chúng ta sẽ có thể hiểu được những cái câu ví dụ, những cái câu bài tập trắc nghiệm ở trong từng mỗi unit. Hiện tại là Sen đã livestream được hết 5 unit rồi, và hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang unit số 6. Đó, được chưa? Phần trắc nghiệm bài tập của unit 6 các bạn nhé. Chúng ta sẽ quay về từ câu số 1 bởi vì đây là chuyển sang phần ngữ pháp ạ. Ok chưa? Nào. Hay. Nào, minasan, kono sono kanji o jisho de shirabete mita. Nani nani yomikata ga ikutsu mo aru koto wa kat. Các bạn ơi, chúng ta sẽ nhìn lên xem là câu này mình sẽ chọn phương án là gì này. Kokoro ni kokoro mono de hay là mono. Minasan, hãy jibun no kotai o comment shite kudasai. Comment xem cái phương án của mình nào. Em dịch lên xe được không, Linda? Em dịch lên xe là tại sao lại chọn tokoro nhỉ? À, mình đã thử tìm hiểu cái chữ Hán đó ở trên từ điển. Vế đằng sau là mình hiểu ra được, đấy, mình đã hiểu ra được là nó có tận vai cách đọc liền, đúng không? Nó có vai cách đọc liền, ý cứ sự mô là nó có rất nhiều cách đọc liền, đúng không ạ? Đúng không? Rồi, thì tính thứ nhất nhá, chúng ta sẽ loại được C và D. Các bạn nhớ C có một ngữ pháp của mono này. Mono có một ý nghĩa dịch là vì đấy. Đấy, chúng ta sẽ có là thể thường với mono hay là monode đều dịch là vì hết ạ. Để chúng ta đang đưa ra một cái iwake, một cái phân trần biện mạch, một cái nguyên nhân lý do nào đó thì sẽ là mono. Tiếp theo, tokoro đi thêm một trợ từ nào đó, nó khác biệt hoàn toàn luôn, nó dịch là đúng lúc. Nó là đúng lúc làm gì đó thì vế hai xảy ra cản trở. À, ví dụ như là gì nào, đúng lúc thì nào tôi vừa vào bồn tắm thì là có anh shipper đến chẳng hạn, thì mình sẽ là dùng cái là cái tokoro ni hay là tokoro o, tokoro te hay là tokoro ke đều được hết ạ. Nếu cộng với một trợ từ thì nó sẽ dịch là đúng lúc, còn nếu như không có chúng ta chỉ có tokoro thế thôi thì các bạn nhớ danh ngữ pháp này, đó là sau khi nhá, V tạ tokoro nani nani. Sau khi V1 thì phát hiện ra V2, hay là sau khi V1 thì hiểu ra được V2, thì mình sẽ dùng ngữ pháp V tạ tokoro, bởi vì đằng sau nó có từ hoa cắt tạm mà. Đấy. Sau khi V1 thì phát hiện hay là gì nhỉ? Hiểu ra được V2 thì mình sẽ dùng ngữ pháp này, V tạ tokoro. Ok chưa các em? Rồi. Có rất nhiều bạn là Sene thực sự rất là xin lỗi bởi vì là buổi tối Sene không livestream được nữa, nên là chuyển sang vào thời gian này thì chắc chắn sẽ có nhiều bạn chúng ta bị vướng bận cái công việc của mình, đúng không? Thì các bạn có thể xem lại cái livestream này nhá, được chưa? Các bạn có thể lên fanpage của Sene nhá. Trên fanpage của Sene thì lên Sene luôn luôn chia sẻ những cái livestream của mình ở trên đó. Fanpage là Thu Hương Sensei đấy ạ. Tất cả những cái cập nhật liên quan đến kiến thức, tổng hợp kiến thức hay là livestream thì đều có trên đấy, các bạn có thể xem lại trực tiếp luôn cho nó dễ, đỡ phải đi tìm nhá. Nào, chúng ta chuyển sang câu số 2 này. Raibaru ni maketa. À, Raibaru là gì nhỉ? À, là đối thủ các bạn ạ. Rival đấy ạ. Đối thủ nhá. Tôi đã thua đối thủ rồi. Kuyashikute, kuyashi, hối hận, ân hận ạ. Nakitai, nani nani da. Trời ơi, thôi đi là đúng như koto thì là koto hả? Koto không để về tai các bạn nhá. Nó chỉ đi về được hoặc về tai thôi. Tiếp theo, mono vừa nói xong đúng không? Nếu mà về tai mono, mono thì là rất muốn. Có một ngữ pháp về tai mono đàn là rất muốn thể hiện, giống như kiểu có nhiều bạn nam ở đây bây giờ là gì nữa, có bạn nào có câu là kịch con hai nhá cự kịch con style mono đà không, hai nhá cự kịch con style mono đà, em rất muốn gì nhở, lấy vợ, em rất muốn lấy vợ, em rất muốn lập gia đình ấy ạ. Nhấn mạnh cảm xúc rất muốn. Tiếp theo đó là hô độ hay là kudai hoặc là gudai đều mang nghĩa giống nhau, có một nghĩa là đến mức, và đã làm nakitai thì chắc chắn chị cũng thể hô độ thôi các bạn, nó là một cụm rồi, auto luôn. Thua đối thủ rồi, hối hận đến mức gì, muốn khóc luôn, hối hận đến mức phát khóc luôn đó, Ideska đến mức cả. Đến mức các bạn nhé, câu này rất là dễ đúng không ạ, câu hai của mình là đi rồi. Ok. Còn những bạn rất là tích cực comment từ đầu đến giờ luôn đấy ạ. Câu hai của mình là hai hả em, cô tôi không phải là đến mức đâu, Lenda à, đâu ai nhỉ, Lenda Trần ấy đúng không? Chúng mình chuyển sang câu số 3 này. Hey, Anna service no warui mise. Ôi dồi ôi, cái cửa hàng á, dịch vụ nó quá tệ như thế kia. Thì đi đồ tốt, cái cửa này là nỉ. Có đi lần hai không em? Thì cửa hàng này là dịch vụ rất tệ luôn. Thì mình có đi nữa không? Không đi đúng không em? Chỗ này chắc là không đi này. Đấy là sẽ không. Vậy thì cái ngữ pháp nào nó thể hiện là kiểu như là nhất định là sẽ không. Này, nhất định tuyệt đối sẽ không. À, là cái nào các bạn? Mono cả. Koto cả.
Mono đế và Koto đế. Koto đế chắc là không phải loại luôn rồi nhỉ. Mono mono nghe mấy mono đấy là vì nhá, xem vừa nói xong nó đứng ở giữa câu cơ thì nó mới là vì mono đế có cái đấy này này. Tiếp theo là mono cả và Koto cả, thì thực ra nhá cái Koto cả này này nó sẽ đứng ở cuối câu, nó thể hiện cảm xúc nhấn mạnh ấy, nó hay đi với tính từ đấy y, nó hay đi với tính từ chỉ cảm xúc. À, ureshi koto ka, biết bao nhiêu, cái này là biết bao này, hạnh phúc biết bao, đứng ở cuối câu thì nó là biết bao. Còn cái monoka thì nó mang nghĩa phủ định mạnh mẽ các em ạ. Nếu như các em nhìn thấy monoka đứng ở cuối câu, nó là một câu nó cái hạ thấp cái âm điệu của nó xuống nha. Monoka nido to iku monoka là gì, là biểu thị một cái nghĩa phủ định mạnh mẽ luôn đấy. Qua cái này thực tế là con trai nam giới người ta hay dùng nhiều hơn, còn nếu mà các bạn muốn các bạn nữ ấy, thì chúng ta dùng nhẹ nhàng nhé, thì nó sẽ là mono desu ka. À, mono desu ka. Đó, và câu này là câu phủ định mạnh mẽ là gì, không thể có chuyện đấy, không thể có chuyện, làm gì có chuyện, không đời nào đều được nhá, cửa hàng dịch vụ trọng tệ đấy kia thì không đời nào tôi đi lần thứ hai luôn. Đó, có chuyện tôi đi lần thứ hai luôn. Minasa và karimasu ka, và đó chính là phương án A. Câu 3 của mình là ba, ba là A đấy. Ok chưa các em? Nó trên đây thấy hiện tại là mới có một vài bạn đang comment thôi, không biết có phải là do mạng của mình không nhỉ. À đây, bây giờ đây mới nhìn thấy đây này, bạn mơ mèn đúng không ạ? Hay rồi, bạn Nguyễn Thị Quỳnh ạ. Đấy, các bạn còn đang chọn phương án đúng rồi, nhất định không ạ, nhất định không, làm gì có chuyện ạ. Hay cô mang hoa ở Hiền Ly ơi. Konnichiwa. Trang của Sen em không tìm thấy ạ. Em cứ gõ bình thường ra, em viết 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 có dấu nhá, Thu Hương Sensei. À, Thu Hương Sensei, viết Sensei như bình thường ra em nhá, hẳn chữ Sensei luôn đấy ạ. Thương sensei cô sen đi không gỗ ấy là sẽ ra cái tên fanpage của sensei nhá Thanh nhá. Chào bạn Hằng Nga. Câu số 5 nào các bạn ơi. Hay ba sửa cô chư di của Okusha là gì nhỉ, gây ra tai nạn giao thông. Thế nhưng đó, xe buýt đã gây tai nạn này, nhưng cho kéo cửa zenin buji đắt cụ nà nha nhỉ. À, buji ở đây là chữ vô sự, là bình an này, nhưng mà hành khách ạ, cả hành khách mọi người đều bình an vô sự, thì các bạn nhìn cái tố không ạ? Nào, toyu koto desu, toita koto desu, toyu mono desu và toita mono desu, thì không có ngữ pháp nào là toyu mono các em ạ, không có toyu mono nhá, cho nên sẽ loại được câu C và câu D này. Giờ chỉ còn là toyu koto desu hay là toita koto. Vậy nếu mà để nói về cái mặt là nó xuôi nhất thì chắc chắn là chúng ta chỉ có thể là toyu koto da thôi, chứ còn mấy cái kia là cho nên chưa nghe bao giờ, kể cả bản thân em cũng thế rồi đúng không? Có thể em không biết nghĩa câu này đấy, nhưng mà em vẫn có thể chọn được cái câu này, bởi vì là em gặp nó rất là nhiều rồi. Vậy là thối yêu cô tô đà là có một nghĩa là nghe nói, nó bằng với xô luôn các bạn ạ. Nó bằng với xô đà là nghe nói luôn đấy ạ. Đó, dựa trên một nguồn thông tin nghe nói là xe buýt gây tai nạn, nhưng mà may quá là tất cả mọi người đều bình an vô sự. Đấy là câu số 5 của mình, được chưa? Ừ, hay. Tiếp theo chúng ta chuyển sang câu số 6 này. Cô nốt tôi để ạ. Hachi agaru tu shizen ni mizu ga nagareru nai nani. Cái nhà vệ sinh này nhá, nó có một cái điểm đó là hễ mình đứng lên cái thì là tự nhiên đúng không ạ, là có nước nó sẽ gì, nó sẽ chảy ra, nếu như là nó sẽ tự xả nước ạ. Thì các bạn có một cái ngữ pháp đó chính là thể hiện một cái cơ chế tự động của máy móc. Đấy, cơ chế tự động của máy móc nó được làm ra với một mục đích nào đó, đó biến biến đổi trong hoạt động của máy móc nhá. Nếu là máy móc thì mình sẽ không thể dùng sư được được các em ạ, bởi vì sư được nó là có chủ đích, chỉ có thể dùng na được thôi, mà nát là quá khứ không dùng được. Cái gì nó mà phải nó là thể sự gì này, tự nhiên mà, tự nhiên nó đi là bạn nhiều lần cơ mà, thì nó sẽ phải là VTI được đúng không? Bây giờ còn này này, mono ni natte được hay là jo ni natte được, tất cả chúng ta hãy nhớ xem một cái pháp này, ve được jo ni natte được, nó thể hiện một sự biến đổi cơ chế tự động trong hoạt động của máy móc, đi với máy móc các em nhé, và nó rất hay dùng với từ shizen này, tự động mà, tự nhiên của máy móc. Được chưa? Đấy, cứ đứng lên cái là gì, là nó sẽ tự động, nước của nó sẽ xả ra. Đó, yoni natteru. Minasan wa karimasu ka? Ok chưa ạ? Câu số 6 ổn chưa nào? Nào, nó chuyển sang câu số 7 nha. Minasan, hãy 7 ban ni ikimashou. Yamada Kyoshu no zemi de wa, maishu reporto o nanani. Reporto đa sự, 4 câu đều là nộp đúng không? Ừ. Nào, trong cái buổi hội thảo, cái buổi học của thầy giảng viên Yamada thì mỗi tuần đều phải nộp báo cáo. Thì các bạn sẽ có cái câu nào nó thể hiện một quy định ấy ạ? Một quy định nhá. Quy định này. Ni chigai nai là chắc chắn, dùng để phán đoán. Koto ni suru, koto ni seru thể hiện sự quyết định của bản thân. Tôi là người quyết. Về yo tôi seru, đang định làm gì và cố làm gì.
Tiếp theo Koto ni natteru. Các bạn có nhớ không? Sư đự thì là mình quyết, còn na đự là người khác quyết và mình phải thực hiện. Và ngoài ra chúng ta lại chuyển thành natteru nữa thì nó là thể hiện lặp đi lặp lại nhiều lần và đó chính là một quy định và nội quy. Nhá. Thì đây là một quy định của lớp học của thầy. Cứ tuần nào, cứ hàng tuần đều cần phải gì? Nộp báo cáo và đó chính là đa sự Koto ni natteru. Nhá. Đáp án câu này của chúng ta đó chính là B, câu số 7 ạ. Đúng rồi, đấy rất nhiều bạn đang chọn câu 7 là B như bạn Thanh Phương, bạn Tấn Võ, Bu Hiền đúng không ạ? Ừ. Hay, câu số 8 của mình nào. Hai chị bảo Hitori kurashi wa shabishiku nai desu ka? Này, số 1 mình có buồn không? Nani nani desu ga? Jiyo de ii desu yo. Buồn thì cũng có buồn đấy à, hay là gì? Có buồn không? Nhưng, thôi, tự do cũng thích. Nào, shabishikoto wa nai, không buồn. Shabishikoto buồn. Shabishiku nai koto wa nai, chúng ta nhìn thấy có hai cái phủ định không? Không phải là không buồn. Shabishikoto de wa nai là không buồn. Cái này là không luôn. Các em ơi, có buồn không? Có chứ, bởi vì nó có từ nhưng mà. Nó có từ nhưng mà thì chứng tỏ ở đây là có buồn đấy. Nhưng thôi tự do vẫn tốt. Chỉ có một cái ngữ pháp của mình ý, đó chính là nai koto wa nai ga. Nai koto wa nai ga. Thì cái này nó phải có từ nhưng ở đằng sau. Và nai này có thể là ve nai, có thể là tính từ y trở thành cự nai, hoặc là tính từ na vào danh từ thì sẽ là gì nhở? Là đế nai. Đó, tính từ na vào danh từ sẽ là đế nai koto wa nai nhá. Giống như kiểu mình nói là không phải là tôi gì nào, tôi không phải là tôi không ăn được mà chẳng qua là tôi không thích thôi á. Kirai de nai koto wa nai. Kirai de nai koto wa nai ga. Không phải là tôi ghét đâu. Thế tương tự câu này là gì nhỉ? Shabishiku nai koto wa nai ga là gì nhỉ? Phải là không buồn. Có nghĩa là cũng có buồn. Đấy, không phải là không buồn. Nhưng thôi, tôi vẫn thích tự do hơn. Đó, chính là shabishiku nai koto wa nai. Ideska minasan. Vậy câu 8 này thì có thể các bạn đang chọn ngắn si. Rất là tốt ạ. Tiếp theo, câu số 9 của mình nè. Câu số 9 nè. 30 phút matte mo mara konai toyu koto wa nani nani toyu koto wa. À, lúc nãy mình gặp là toyu koto da đứng ở cuối câu là nghe nói, còn bây giờ toyu koto wa đứng ở đầu câu thì nó hay dùng để định nghĩa, kiểu như là a toyu koto wa b, nghĩa là gì nhỉ? Là a bằng b đấy, a nghĩa là b. Vậy là cái việc mà chờ tận 30 phút mà anh đấy vẫn chưa đến đồng nghĩa với việc chấm chấm nhá. Các bạn nhớ nhá, hai cái này nó là dùng để định nghĩa đấy ạ. A thú yêu cô tô á, B là A bằng B. Mà nếu mà bằng thì chúng ta có dùng macho này, sakini ikimacho, đi trước thôi. Cha để vợ cô nay tsumori nano daro, là anh đấy không đến đâu. Cha để vợ yoku chikoku suru mono da, suru no da, anh đấy thường hay đến muộn ạ. Renaku suru no wasurete takara, đưa ra vì, chắc là vì không phải đâu đúng không em? À, cái này nhá, nó là định nghĩa thôi. Đấy, cô này chắc chắn nếu mà dịch ra thì nó sẽ là B luôn. Đấy, anh đấy đến giờ này 30 phút không đến thì đồng nghĩa với việc là anh ấy không đến rồi. Chờ tận 30 phút không đến thì nghĩa là không đến rồi. Chắc là không đến rồi. Thôi yêu cô tổ ạ, nani nani là A bằng B, dùng để định nghĩa. Tiếp theo, chúng ta vào câu số 10 này. Kore hodo omoshiroi eiga wa, bộ phim mà hay đến mức như thế này. Nó đang nhấn mạnh nhá, đến mức như thế này thì nghĩa là bộ phim nó kiểu rất ít khi có bộ phim hay như vậy nhá. Đó. Mình sẽ lại suy nhỉ. Nankai mo mita koto aru là gì? Đã xem rất nhiều lần. Đó, thì làm sao mà đã đến mức như thế này được? Namida ga deru hodo waratta. Tôi đã cười đến mức nước mắt chảy ra. Zei mite moraitai, tôi rất muốn mọi người thử xem. Tôi rất muốn mọi người xem. Metani nai to omou. Bạn thấy không? Metani nai là gì nhỉ? Là rất gì? Rất hiếm các em ạ. Cái này là một cụm rồi. Metani đi về phủ định là một cụm rồi ạ. Khi mà các bạn dùng cái từ hô độ này, không biết chúng ta có nhớ một cái ngữ pháp không? Sen hay hướng dẫn các bạn học sinh có một cái ngữ pháp như thế này. Không có người nào hiền như cô Hương. Nào, không có người nào hiền như cô Hương thì mình sẽ nói như nào các em nhỉ? Bạn là học sinh của cô Hương đang ở đây đang xem livestream không? Hương sen se hô độ đúng không? Hô độ hay là kurai kurai đều được các bạn nhá. Ba cái đều ok ạ. À. Kurai kurai hô độ đều ok này. Ok này. Tiếp theo này. Yasashi. Yasashi. Có ai mà nhớ ra là câu này chưa? Yasashi hito wa inai. Đây này, các em có nhìn ra được một ngữ pháp không? Đó là hô độ này
hay là gudai đi với wa nai hoặc là inai, dịch dịch này, không có người nào hiền như cô Hương, nghĩa cô Hương là hiền nhất. Vậy tương tự câu này là có cái bộ phim nào hay như bộ phim này các em ạ? Vậy nên đứng sau của nó sẽ phải có thể phủ định ý, nó sẽ phải là wa nai hoặc là wa inai, bởi vì ega là gì nhở, là vật, nó không phải là người. Nếu mà người mình sẽ dùng inai, còn vật mình sẽ dùng với nai. Các bạn nhìn thấy ra đáp án D luôn chưa? Cô huyền thoại của sensei luôn đúng không ạ? Cứ gặp cái ngữ pháp này thì hãy nhớ thế này, có câu là hương sensei gurai, hương sensei hodo yasashi hito wa inai. Thế tương tự câu này là gì? Kore hodo omoshiroi ega wa nai, ega wa nai, không có bộ phim nào hay được như bộ phim này. Đấy thì meta thì nó chỉ thêm mà để thể hiện là hiếm thôi. Tôi nghĩ là hiếm có bộ phim nào mà hay như bộ phim này. Minasan wa karimasu ka? Ok chưa? Đã hiểu ra tại sao chọn D chưa? Đúng rồi, hodo wa nai, đúng không? Cứ này, quá này. Đó, rất nhiều bạn đang chọn theo kiểu dịch. Các bạn đang dịch ra thì chúng ta thấy rất là ok, nhưng nó là theo cái form, cái cố form cố định của ngữ pháp rồi. Hay sonna ni gakkari suru koto wa nai yo. Tất cả những danh ngữ pháp này, veru koto wa nai là không cần thiết phải làm gì. Này, không cần phải thất vọng thế đâu. Đấy, làm gì mà phải thất vọng thế? Nào, kitai shite ta no ni, ôi dồi ôi, đã kỳ vọng thế rồi ấy thế mà. Kitai shinai hogai, không nên kỳ vọng. Mara chance ga yo, vẫn còn cơ hội mà. Chance datta no dakara, bởi vì là cơ hội mà. Các bạn thấy không? Nếu mà chúng ta dịch được ngữ pháp về được koto wa nai, không cần, thì nó sẽ ra được luôn đáp án đúng không ạ? Này, không cần phải gì nào, bạn không cần phải thất vọng như vậy đâu, vẫn còn cơ hội mà. Đấy, chúng ta trượt kỳ thi tháng 7 thì chúng ta vẫn còn một cơ hội tiếp theo, vẫn còn tháng 12 nữa đúng không? Nhưng mà cơ hội chúng ta chỉ đến 1-2 lần thôi, đừng có đến nhiều quá. Nó sẽ thành là chúng ta bị trì nào, bị trì trệ. Và thực ra là cái mục tiêu của mình chúng ta nên gì nhỉ, nên đặt làm sao mà nó phù hợp. Các bạn mà cứ theo cái quan điểm chúng ta là ủi vẫn còn cơ hội mà, vẫn còn tháng 7, tháng 12 tiếp theo, thì đến lúc đấy về nước mất rồi nhở. Nên là mình cố gắng nhá, đừng để gì nhở, cái mục tiêu của mình mà chúng ta bị để nó dài quá. Đấy, tháng 7 năm nay không được thì tháng 12 là phải phục thù đến lần 2 thôi, đừng để lần 3, lần 4. Nó rất mất thời gian và gì nhở, thời gian cũng như là về cái gì nhở, cái tiền của mình nữa chứ, đúng không? Và trên đây nghĩ là cái thời gian là cái mà nó quý giá nhất luôn ấy. Đấy, các bạn đăng ký rất là nhiều đúng không ạ? Học rất là nhiều, nhưng mà nếu mà mình không học hành cẩn thận, mình không làm bài tập chỉn chu, đến lúc chúng ta đi thi ấy, kết quả không tốt thì mình lại phải thi lại chẳng hạn, thì mình lại mất thêm một thời gian nữa để học, thì có vẻ là rất phí không? Hãy cố gắng nhá, dành thời gian để tập trung nỗ lực luôn đi, để mình có thể thi được tháng 12 năm nay luôn đi. Đừng có bao giờ suy nghĩ là còn tháng 7 nữa, lúc đấy mình sẽ hướng tới mục tiêu khác nhỉ, đúng không ạ? Nào, tiếp theo câu số 12 này. Kyoshi chuni haita tokoro de, các bạn có nhớ lúc nãy sẽ bảo tokoro mà đi đến một chợ từ nào đó không? De, ni, o hay là e thì nó sẽ có dịch là đúng lúc ạ. Nạ thì là đúng lúc vừa mới nhá. Còn nếu mà ve được là đúng lúc sắp, còn te y được thì là đúng lúc gì? Đúng lúc đang. Câu này là đúng lúc vừa mới bước vào phòng thì cái vế hai ạ. Cái bản chất của ngữ pháp này là vế hai của nó sẽ mang tính cản trở các bạn ạ. Đấy, cái vế hai nó sẽ thể hiện sự cản trở nhé. Chứ còn nếu như mà các em dịch ra thì dân đây nghĩ là câu nào cũng đúng hết. Nhưng mà hiểu được cái bản chất vế hai của ngữ pháp này là nó phải mang tính cản trở với một. Các bạn xem là câu nào nó mang tính cản trở nhé. Đúng lúc tôi vừa mới bước vào phòng thì sensei ngay lập tức bước vào, có cản trở gì không? Hay là Jugyo Marahashimatte này là cuộc buổi học vẫn chưa bắt đầu. Chigau Kyoshidata là một lớp khác. Shukudai wasurete kita koto ni kizuki ga tsuita, tôi nhận ra là tôi quên bài tập về nhà. Thì đấy, các bạn thấy không, mình hiểu được cái bản chất là với hai cản trở là mình sẽ chốt luôn đáp án, đó chính là gì, là đi. Đó, đúng lúc bước vào phòng thế là quên luôn bài tập về nhà rồi, là nó cũng làm cho chúng ta kiểu bị hụt hẫng luôn đó, là cản trở luôn cái việc là ôi tôi chết rồi, là bây giờ phải nghĩ xem là có nên về nhà lấy hay không này, đúng không ạ? Chuẩn bị phải nghe cô la này. Ok thôi, chúng ta chuyển sang câu tiếp theo đó, câu số 13. Câu 13 của mình nè. Hôm nay sẽ thấy là các em chủ yếu là chỉ có comment đáp án thôi đúng không? Rất ít bạn là gì nhỉ? Dịch câu cũng như là tâm sự với sensei. Thì trước khi, thực ra đây là một cái câu, câu này là câu cuối cùng trong buổi livestream ngày hôm nay. Chúng ta còn câu này thôi, bởi vì hôm nay khá là dài nên là chắc là sensei sẽ không like thêm phần bài đọc hiểu hay nghe hiểu nữa. Nếu mà hôm nào mà cái lượng câu hỏi của nó ít hơn ấy, thì chúng ta sẽ thêm phần bài đọc hiểu và nghe hiểu, thì cho nên sẽ hẹn các bạn vào thứ ba tuần sau nhá. Thấy chưa, mình sẽ nốt câu này. Thế trước khi vào nốt câu này thì nếu mà bạn nào chúng ta có muốn chia sẻ cái khó khăn trong việc học, hay là chúng ta có câu hỏi gì, các bạn có thể đặt câu hỏi luôn để cho nên trả lời luôn nha.
Nào, câu này chúng ta sẽ chọn phương án là gì đây? Này, đế pu tổ bằng Moscow City, Kansai Sudu Tokoro Datta. À, ngữ pháp của mình này. Veru Tokoro Datta, nó hay đi với Moscow City. Đó, thêm một chút nữa thôi là quên. Suýt nữa thì, ngữ pháp này dịch là suýt nữa thì nhá. Suýt thì các bạn ạ. Nào, à, bài báo cáo thì suýt nữa là hoàn thành, nghĩa là một tí nữa thôi là hoàn thành. Đó, và vế đằng sau nó sẽ cản trở. Vế đằng sau nó sẽ là cản trở các em nhá. Một tí nữa thôi là tôi làm xong rồi. Trời ơi, làm sao đây? Nào, câu 13 này cái nào với hai mang tính cản trở nào? Suýt nữa thì thêm một chút nữa thôi là hoàn thành bài báo cáo. Ấy thế mà sono toki totsuden pasokon no gamen ga kiete shimatta. Màn hình máy tính nó bị gì nào? Bị biến mất một cách đột nhiên. Đó, hay. Thế còn câu này sao? Mashita ni wa sensei ni tte shutsu dekiru. À, ngày mai có thể nộp cho sensei rồi. Cái này là mang tính tích cực rồi. Chúng ta phải về sau đó phải mang tính tiêu cực cơ mà. Đó, thì tôi cho sensei chốt luôn đáp án A nha các em nhá. Đúng không? Còn câu này là rất vui. Sau một tháng đã gì tốn một tháng nhưng mà là gì rất vui. Vẫn tích cực đúng không? À, shikashi sugi ni sugi no reporto kaki hajime nakereba naranai. Và bắt buộc phải gì nào? Đầu viết báo cáo tiếp theo ngay lập tức thì nó không liên quan các em ạ. Đó, nhớ xem nhá. Đấy, một chút nữa thôi là xong. Ấy thế mà là gì nào? Mà lại máy tính bị tắc một cách đột ngột. Rất nhiều bạn bị trường hợp này đúng không? Xem đây bị rất nhiều lần luôn. Đang làm sắp xong rồi thì máy tính nó bị sập nguồn ấy. À, ý của bạn Thanh Phương đó là phần chô cai đúng không? Phần nghe hiểu, phần chô cai là phần khó chứ không phải là nghe thiên thê khó hiểu phải không ạ? Bây giờ trên đây mình đọc, trên đây mình ngấm đấy ạ. Ừ, rồi, trên đây hiểu rồi. Làm sao học nghe hiểu hiệu quả? Thực ra là nghe hiệu quả nó cũng là một quá trình các bạn ạ. Đó, nó một quá trình. Đó, các bạn sẽ cần phải nghe nhiều để chúng ta tích lũy dần. Còn nó cũng sẽ có tip thôi. Nó sẽ có tip để nghe. Ví dụ như là chúng ta dựa vào ngữ điệu này. Đó, xin hay hay rất hay hướng dẫn học sinh là dựa vào ngữ điệu để chúng ta có thể loại trừ đáp án. Tiếp theo là mình sẽ dựa vào những cái từ như là từ gà hay là từ kê đồ ấy ạ. Kê đồ, gà là mình sẽ loại đáp án nó luôn. Cái câu nào nó đi với từ nhưng ấy thì mình sẽ loại luôn để chọn đáp án đằng sau. Hay là những câu nó hay gặp từ soreyori. Soreyori là so với cái đằng trước thì cái đằng sau chắc chắn là đáp án. Đứng sau từ soreyori là đáp án, chẳng hạn đứng sau từ japani. Nghĩa là nó sẽ theo từng dạng bondai, nó có sẽ có những cái tip khác nhau. Đó, nếu mà chỉ nói không như này thì nó sẽ không thể nào đủ được em ạ. Nó sẽ phải, các bạn cần phải thực chiến vào cái đề chokai nữa cơ. Ừ. Chữ Hán học ổn nhưng ngữ pháp học xong Mina vẫn mù hết nên không biết đường nào mà comment. Rồi, cái phần ngữ pháp thì các bạn, phần này là phần cũng khá tương đối khó. Cho nên trong live stream chúng ta cũng tương đối khó bởi vì là những cái cuốn sách dễ thì chúng ta được học ở trên lớp hết rồi đúng không? Đấy thì quan trọng là cái giai đoạn này là mình sẽ cần phải tập trung vào những câu mà nó không có trong sách nhiều á. Còn nếu mà trong sách có hết rồi thì chúng ta biết hết rồi mà. Các bạn có khó khăn gì thì các bạn có thể comment trên đây, có thể sẽ giải đáp cho chúng ta. Hoặc là nếu bạn nào muốn tâm sự thì có thể inbox cho Sensei qua fanpage Thu Hương Sensei, hoặc là nhắn tin qua nick Zalo của Sensei cũng được. Hiện tại bây giờ thì các bạn cố gắng là tập trung vào luyện đề nhá các bạn nhá. Bởi vì là thời gian mình chỉ còn hơn tháng nữa thôi là bước sang kỳ thi rồi. Đó. Các bạn có thể là học nốt tháng này thôi nhá, đừng học dàn trải quá. Đấy, quan trọng nhất là kỹ năng ạ, kỹ năng luyện đề và phân bổ thời gian nhá. Có ai mà chúng ta có câu hỏi gì với Sensei nữa không ạ? Minasan, nanika sumo arimasu ka? Rồi, không ai có câu hỏi gì đây, Sensei kết thúc live stream tại đây nhá, Minasan. Minasan, otsukare sama. Sensei live giờ này em đang học luôn nên vừa kết thúc học xong vô cái xem. Ok. Rồi, rất là may đúng không ạ? Ừ. Bạn nào mà chúng ta không khao xem được trực tiếp, các bạn có thể xem lại live stream của Sensei nhá. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem live stream cùng với Sensei và các bạn ạ. Cảm ơn các em rất là nhiều. Hai, Minasan, otsukare sama deshita. Mata ni, hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau nha.